Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ Hiệp Hòa Bắc Giang và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi Huyền Thanh trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi nữ mở rộng do câu lạc bộ bóng chuyền hơi Huyền Thanh tổ chức. Tôi xin giới thiệu qua về đội hình của hai đội. Ở trận đấu thứ nhất, đội tuyển bóng chuyền hơi nữ Hiệp Hòa Bắc Giang phía xa màn ảnh các bạn hơn, và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi Huyền Thanh phía gần màn ảnh các bạn hơn. Sau đây tôi xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Tỷ số bây giờ là 4-1 nghiêng về chuyển bóng chuyền hơi câu lạc bộ. Bóng trong sân, tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển Đức Kim.
Thank you.
Hai đội cố lên, anh đẹp lắm. Hai đội cố lên. Điểm số bây giờ là 3-0 cho Hiệp Hòa. Xe khai. Năm không cho tuyển Hiệp Hòa. Bóng không qua lưới, tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển Hiệp Hòa, tỷ số bây giờ là 6-0. Không qua lưới, 7-0 cho Hiệp Hòa. Đội tuyển câu lạc bộ xin được hội ý. Tiếp tục set 2. Tỷ số bây giờ là 7-0 nhưng mà tỷ Hiệp Hòa. Điểm số đầu tiên cho tuyển câu lạc bộ bóng chuyền hơi Huyền Thanh. 1-7. Thank you.
Lưới. Vào đây. Vâng, số 9 là quyết định bao nhỏ. Vâng, chủ hoàng là bóng góp của Hoàng. Tiếp tục.
chuyển hai, chuyển hai mà áo số hai rất là tinh ý nhưng ý đồ thì tốt nhưng chưa thành công. Đây là ba điểm cho Tiến Thanh ở điểm số một và nỗ lực của bóng. Tí nữa đi, tí nữa đi, còn 10 giờ đi.